Rồi thân chào quý bà con và các cô chú anh chị đam mê mai vàng. Thì hôm nay em có xuống đây có quay cái vườn mai này củ đế nha mấy anh chị. Thì vườn mai này củ nào củ nấy nó rất là to. Thì thích hợp cho các cô chú anh chị nào mà về nuôi lâu năm hoặc về lấy tàn bo đồ á, phôi ghép đủ rất là ok. Thì cái hình cây đồ á rất là đẹp. Cái có dáng củ đế á, cái củ rất là to như củ mì vậy á. Thì em sẽ bắt đầu em xuống em quay chi tiết cây, một số cây để cho cô chú anh chị mình xem tham khảo. Tầm tới tháng tháng 7 tháng 8 gì á là mai đủ lá già, thì em sẽ quay rồi sau giao lưu với các cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình ai thấy mà quan tâm thì cứ đăng ký kênh, theo dõi kênh. Những cái clip sau thì em sẽ có quay lô mai củ đế này để gửi đến cô chú và anh chị mình để giao lưu. Rồi bắt đầu em sẽ tiến xuống cây để quay cho cô chú anh chị mình xem cây như thế nào nha mấy anh chị. Đây em sẽ phóng to giờ xíu cho mấy anh chị xem sơ cái dàn cây. Rồi bắt đầu em sẽ xuống quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. Thì cái vườn này á thì nó có tầm khoảng là trên 3.000 cây nha mấy anh chị. Đây nó còn tầm khoảng là cỡ 3.500 cây mai củ đế như, toàn bộ như thế này hết luôn. Thì cô chú anh chị mình ai có quan tâm thì cứ đăng ký kênh, theo dõi kênh. Thì ở đây em sẽ quay một số cây ở dưới cho mấy anh chị xem nè. Đó, củ thì rất là đẹp luôn. Cái này mình về mình trồng lại lâu dài thì nó rất là có tương lai luôn. Đây củ nào củ nấy nè, anh chị thấy không? Củ thì nó rất là to, quanh thì dao động từ 20, rút lửa quanh từ 20 cho tới 24 nha mấy anh chị. Đây toàn bộ cái củ nè mấy anh chị thấy không? Đó, củ nào củ nấy rất là to. Đây quanh này thì nó tầm chừng 17 thôi, nhưng mà củ này nó rất to luôn. Đây em sẽ quay xuống dài dài xuống dưới cho cô chú anh chị mình xem. Tại ở dưới á, cơ ở dưới kia thì nó có lớn hơn. Thì tiếp sau á em sẽ quay đủ tàn rồi á, bo tàn lại á, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Cái này rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Mai nè củ đế rất là đẹp. Đó, đây toàn bộ củ đế không. Cây nào cũng có củ nha nha mấy anh chị, chứ không phải là một viên cây nào hết. Thì cái này á mình về mình khai thác ra thì củ nó rất là to luôn. Đây, cái củ này như củ sắn nha mấy anh chị. Củ anh chị thấy cái này khai thác ra là củ đế là rất là ok. Rồi cô chú anh chị mình á, ai mà quan tâm thì cứ theo dõi kênh của em. Thì em xin kết thúc video tại đây. Cũng chúc các cô chú anh chị mình một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình luôn. Rồi thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị làm video tiếp theo.